chào mọi người tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam nhá. Thì hôm nay mình lại tiếp tục về cho mọi người, đó chính là một em. Dòng này có tên gọi là Novol 5. Đó, bản này thì đã FI xong full điện tử rồi nhá. Đó, thì mình sẽ đi bao quát dàn ngoài của một em Novol 5 này trước thì mình sẽ vào phần chi tiết sau. Chính xác xe đăng ký vào 2014. Đó thì cũng khá là lâu rồi cho nên cửa hàng mình mới về được một em Novol 5 này thôi. Đó. Thì có rất truyền nhiều anh chị em mình nào mà gọi điện qua đó hỏi về bên cửa hàng mình cái dòng Novol 5 này thì hôm nay mình đáp ứng nhu cầu của người. Đó thì mình lại về chỗ người đó chính là một em Novol 5. Đó, cực kỳ đẹp. Đó. Xe được đăng ký vào biển 61 Bình Dương. Đó, N1 05442. Cái này thì nó rất chờ biển 5 số rồi nhá. Đó. Cái này thì dàn ngoài thì dù là xe đã qua sử dụng rồi nhưng mà máy móc đến dàn áo khá là keo rồi nhá. Những cái chỗ chảy xước thế này thì khi mọi người đã quyết định mua xe cũ thì không thể nào mà tránh khỏi rồi mọi người ạ. Đó, nhưng mà đổi lại được cái gì? Đó, đổi lại được thì là một cái giá thành rẻ hơn. Đó, máy móc hoạt động chân chu. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, các dòng Novol 5 này thì cả mình mới về được đúng một chiếc này thôi. Bản này là bản bóng đèn đôi rồi nhá. Đó, một bóng đèn cầu, bóng đèn dưới là bóng đèn cầu, bóng đèn trên là bóng đèn sợi đốt halogen. Đó, thì mình sẽ vào phần chi tiết luôn. Đó, cái gác để chân là Novol 5 này mọi người nhá. Novol nặng, Novol này. Cái máy ấy, bản này là bản Yamaha. Đó, có lên cho mình là buộc Racing Boy này, RCB. Đó, lốp thì chủ trước mới thay mọi người là cái lốp khá là mới mọi người nhá. Đó. Liền còn khá là đẹp, khá là chất chơi luôn. Những chiếc xe này thì nó rất là đẹp mọi người nhá. Đó, Novol 5 thì cực kỳ đẹp luôn rồi. Đó thì mình sẽ vào phần chi tiết nổ máy luôn. Máy móc của cái dòng Novol 5 này thì nổ rất là giòn mọi người nhá. Đó. Đó, đề phát là lên thôi. Đó. Cái xe Novol 5 này thì chạy rất là ok mọi người nhá. Với cái giá thành rẻ mọi người mua về đi đây đi đó. Đó, đèn cầu thì đang sáng rồi nhá, rất là sáng luôn. Đó, bật tắt thoải mái được hết luôn. Đó, đèn trên đèn dưới thoải mái hết luôn. Đó, có luôn cả cái đèn tím này. Đó, xi nhan trước sau trái phải đều ok hết. Đó, cực kỳ đã mọi nhá. Đó thì anh chị em mình nào có thiện chí với mẫu Novol 5 này thì cứ để lại cho bên mình một cái comment đi ạ. Đó, cửa hàng thì có bán trả góp, có hỗ trợ người ship xe về các tỉnh luôn. Đó thì cảm ơn mọi người đã xem hết video ạ.